30 tháng 12, thứ tư ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng sinh. Bà đã nói về người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Ase, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện, phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilea, về thành mình là Lazareth, và con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Vén dần lên bức màn huyền nhiệm. Bà Anna đã nói về người với tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Ase, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện, phụng sự Chúa. Đáp lại tâm tình yêu mến mong đợi ơn cứu độ của bà, Thiên Chúa đã cho bà nhìn thấy đấng cứu thế lúc đã tuổi đời bóng xế. Và Thiên Chúa đã dùng miệng lưỡi bà mà giới thiệu đấng cứu thế cho những người mong đợi. Quả thực, Thánh Thần Thiên Chúa đã dần dần vén bức màn huyền nhiệm để tỏ bày cho loài người biết ý định yêu thương của Thiên Chúa. Những ai mong đợi Chúa và khao khát tìm kiếm người, thì người không để hổ ngươi thất vọng. Ngược lại, người đền đáp xứng đáng, người ban thưởng đầy dư, người cho lòng dạ no thỏa và phát xuất từ niềm tin và lòng yêu mến Chúa. Con người ấy sẽ không giấu nổi niềm vui, niềm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng sẽ phải hát lên mà ca tụng Chúa, sẽ phải loan báo cho mọi người biết về ân sủng quý giá của mình, sẽ phải giới thiệu cho mọi người biết ơn cứu độ. Mỗi chúng ta cũng đã được đón nhận hồng ân biết Chúa, gặp Chúa, sống với Chúa và sống trong Chúa, được vinh dự trở nên con người mới trong Chúa Giêsu. Nhờ Người được phục hồi ơn nghĩa tử của Thiên Chúa, chúng ta đã loan báo niềm vui cứu độ cho mọi người chưa? Nếu chưa hiên ngang giới thiệu Chúa cho mọi người, thì hẳn là chúng ta chưa tin đủ và chưa yêu mến đủ. Lạy Chúa Giêsu, xin loại trừ nơi con những mê muội phù vân, và xin ban thêm đức tin và lòng yêu mến cho chúng con, để sức mạnh của niềm tin và lòng mến thôi thúc chúng con loan báo tin mừng cho mọi người. Amen. Lạy Chúa, năm phụng vụ mới, Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng con đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Xin cho các gia đình trẻ biết noi gương thánh gia,
mà yêu mến và tuân giữ lề luật Chúa, tiến dâng gia đình và con cái cho Thiên Chúa, để thuộc trọn về Người, và Người ban muôn ân sủng cho gia đình bình an, hạnh phúc. Amen. Chúa con trai đầu lòng.